Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm trong bài giảng hôm nay. Hãy xin dẫn các em tăng lớp 4 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Chúng xem bài giảng Khải Liêm, các em phải dễ hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 11 hàng và lớp. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 2, trang 38 đến trang 39 nha. Trước hết mình sẽ đến phần khám phá. Giờ mấy bạn này đang đi du lịch với nha, đang đi du lịch. Người hướng dẫn viên du lịch này nói là năm 2022 thì dân số của Hy Lạp là khoảng 10 triệu người. Như vậy 10 triệu hay còn gọi là 10 triệu thì mình sẽ viết số 10 và 6 số 0 viết sao? Như vậy các em nhớ là 10 triệu thì mình sẽ viết số 10 và 6 số 0 viết sao? Giờ tiếp theo mình quan sát hình bên đây. Giờ chị hướng dẫn viên du lịch này nói là năm 2022 dân số của Việt Nam khoảng 100 triệu người. Như vậy 100 triệu người thì mình sẽ viết là số 100 và thêm 6 số 0 phía sau. 100 triệu thì mình sẽ viết 100. Số 100 và thêm 6 số 0 phía sau thì gọi là 100 triệu nha. Giờ tiếp theo, robot sẽ lập số 531 6 số 0. Có nghĩa là mình sẽ đọc là 531 triệu. 531 triệu. Các chữ số 531 sẽ hữu lớp triệu. Như mình thấy là số 531 triệu thì gồm có hàng đơn vị là số 0, hàng chục số 0, hàng trăm số 0, hàng nghìn số 0, hàng chục nghìn số 0, hàng trăm nghìn số 0. Hàng triệu là số 1, hàng chục triệu là số 3 và hàng trăm triệu là số 5. Như vậy các số 531 sẽ thuộc về lớp triệu. Như vậy các em nhớ là hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu hợp thành với nhau sẽ tạo thành lớp triệu. Như vậy hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu sẽ hợp thành lớp triệu nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần hoạt động. Câu số 1 đọc giá tiền của mở đầu hoặc sau. Như giờ các em sẽ nhớ 6 số 0. Giờ tới số 6 thì số 6 này chính là 6 triệu. Đúng này. Như đây là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu, số 6 hàng triệu nên số này chính là 6 triệu. Như vậy là mình sẽ đọc giá tiền của mỗi đầu hoặc sau. Như vậy bộ máy tính để bàn này sẽ có giá là 6 triệu đồng. Đúng này. Như vậy câu này các em trả lời sao? Như vậy bộ máy tính để bàn bộ máy tính có giá tiền là 6 triệu đồng. Như vậy bộ máy tính sẽ có giá tiền là 6 triệu đồng. Tiếp theo là xe máy. Giờ mình xem ở đây số 17 và 6 số 0. Dưới đây hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Đằng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, số 7 hàng triệu, số 1 hàng chục triệu, như ở đây chính là 17 triệu. Như vậy là chiếc xe máy này sẽ có giá là 17 triệu đồng. Chiếc xe máy có giá tiền là 17 triệu đồng. Như vậy chiếc xe máy sẽ có giá tiền là 17 triệu đồng. Tiếp theo là xe hơi. Giờ như vậy ở đây mình sẽ có là 450 xa khiêm 6 số 0, có nghĩa là 450 triệu. Số 0 hàng đơn vị này là hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu, số 4 hàng trăm triệu. Như vậy mình sẽ đọc là 450 triệu. Như vậy xe ô tô, chiếc ô tô hay còn gọi là xe hơi. Chiếc ô tô có giá 450 triệu. Triệu đồng. Như vậy chiếc ô tô sẽ có giá tiền là 450 triệu đồng. Như là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 các em hiểu bài, các em xong khích video hay biết các em hiểu bài.
Giờ như là mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi nha. Như ở đây là 1 triệu, tiếp theo là 2 triệu. Như vậy đi từ dưới lên trên thì sẽ cộng khi 1 triệu. 1 triệu cộng 1 triệu là 2 triệu. 2 triệu cộng khi 1 triệu là 3 triệu. Như vậy ở đây chính là 3 triệu nha. Mình sẽ viết số 3 triệu. Giờ 3 triệu cộng khi 1 triệu là 4 triệu, ở đây sẽ là 4 triệu. Giờ tiếp theo là 5 triệu, ở đây sẽ là 6 triệu nha. Đúng nè, như ở đây chính là 6 triệu. Giờ tiếp theo mình sẽ thấy đi từ dưới lên. Hai cái này mình chưa biết. Ở đây là số 900 và 6 số 0. Số 900 và 6 số 0 có nghĩa là 900 triệu. Tiếp theo là 910, 6 số 0 nữa là 910 triệu. Như vậy đi từ dưới lên trên sẽ cộng thêm 10 triệu, đúng không? Như vậy 910 triệu cộng thêm 10 triệu là 920 triệu, ở đây sẽ là 920 triệu. Đúng nè. Giờ đi từ dưới lên thì sẽ cộng, còn nếu mà đi từ trên xuống thì mình sẽ trừ. 900 triệu trừ cho 10 triệu sẽ bằng bao nhiêu? 900 triệu trừ 10 triệu còn lại là 890 triệu. Như ở đây sẽ là 890 triệu. Như vậy cái bạc ở đây sẽ là 890 triệu nha. Giờ bạc ở đây thì mình sẽ lấy số này trừ cho 10 triệu nữa. 890 triệu trừ cho 10 triệu sẽ là 880 triệu. Như bạc ở đây sẽ là 880 triệu. Được nè. Giờ như là mình xong câu số 2. Câu số 2 kem hiệu bài, các em sẽ bấm hết video phải biết kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta hỏi là chữ số 2 ở mỗi số sau thuộc hàng nào lớp nào. Như mình sẽ quan sát số đầu tiên là 126 và 6 số 0. Như ở đây là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu. Như vậy số 2 ở đây là hàng triệu. Hàng triệu sẽ thuộc về lớp triệu. Như vậy câu này các em trả lời sao? Như vậy là chữ số 2 trong số 162 triệu khổ hàng triệu lớp triệu. Như vậy là chữ số 2 trong số 120 triệu sẽ thuộc về hàng triệu lớp triệu. Tiếp theo là chữ số 2 trong số 258 triệu. Như đây mình sẽ có là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu, hàng chục triệu, hàng lớp, hàng trăm triệu. Như chữ số 2 ở đây sẽ thuộc về hàng trăm triệu thuộc lớp triệu. Chữ số 2 trong số các em để chữ số 2 ở trong số hay là ở mỗi số cũng được. Chữ số 2 ở mỗi số để giống cái đề. Chữ số 2 ở mỗi ở số. Chữ số 2 ở số 162 này. Chữ số 2
ở show hoặc là trong show cũng được. Chữ số 2 ở show 258 triệu. Hồ hàng trăm triệu. Lớp chị. Giờ tiếp theo là 920 triệu. Như đây hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu, hàng chục triệu. Như vậy chữ số 2 sẽ thuộc về hàng chục triệu, lớp triệu. Chữ số 2 ở số 920 triệu. Khổ. Hàng chục triệu. Lớp triệu. Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Câu số 3 kem hiệu bài, kem sống khích video hay kem hiệu bài. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng dễ hiểu, bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.